Xin chị Tây xin chào anh chị nhé. Trong thời gian gần đây thì có một số anh chị phương xa đã nhắn tin về Zalo hỏi xem chị Tây miễn phí. Trong thời gian trước thì xem chị Tây có hướng dẫn vân tay đối phương nằm ở đường sinh mệnh ý nghĩa ra sao như thế nào. Nhưng những anh chị này thì có vân tay đối phương nằm ở đường tâm đạo và trí đạo. Thì những anh chị này nhắn tin về Zalo hỏi xem chị Tây nó ý nghĩa có khác hay là không hay là cũng giống nhau. Thì xem chị Tây cũng xin báo với anh chị rằng những cái vân tay mà mọc trên các cò cũng khác nhau nữa nha, chứ đừng nói là đường tâm đạo hay là trí đạo. Những anh chị nào mà có vân tay đối phương nằm ở đường tâm đạo á, thì cho thấy những anh chị này tương lai về sau này dễ vướng vào. Nếu là nam á, thì ba vợ nè, nữ thì ba chồng. Mà nếu mà nằm ở trên đường trí đạo á, thì cho thấy những anh chị này rất là thông minh, có thể rằng văn võ rất là song toàn, có mạng cầm quân dẫn tướng, có mạng lãnh đạo ha, có địa vị cao sang. Và những anh chị này đa số là sẽ biết được hai hoặc là ba thứ tiếng. Cho nên là những anh chị này, những cái vân tay mà chỉ tay đối phương này á, cứ mọc trên mỗi chỉ tay, một đường chỉ tay là mỗi khác nhau chứ không có giống nhau. Thì hôm nay hữu duyên xem chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị cụ thể hơn. Và trong lúc hướng dẫn thì xem chị Tây sẽ vẽ lên cho anh chị có thể dễ hình dung hơn. Và anh chị nhớ like, comment cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của xem chị Tây nha. Và nếu mà anh chị muốn xem chị Tây thì nam anh chị cứ chụp tay trái, nữ thì chụp tay phải, gửi về số Zalo 0347185898. Khi hữu duyên thì xem chị Tây sẽ xem hết cho tất cả anh chị và không để sót một ai. Và xem chị Tây cũng xin chân thành cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của xem chị Tây miễn phí trong suốt thời gian mấy năm nay. Một lần nữa xem chị Tây xin chúc anh chị là thân tâm thường an lạc và sức khỏe nha. Và tiếp theo đây thì xem chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đối phương nằm ở trên đường tâm đạo và trí đạo nha. Và trong cuộc sống nếu như mà anh chị nào sở hữu vân tay đối phương nằm ở trên đường tâm đạo, trí đạo á, thì cho thấy những anh chị này đa số là những người con cháu của bề trên ha. Có tấm lòng thương người, đạo đức, hiền lương, phúc hậu, có tâm tu hướng thiện nên mới xuất hiện những cái vân tay đối phương này. Vân tay đối phương này ý nói là long lân quy phụng đó nha. Long lân quy phụng ở đây là những anh chị này có phần tâm linh khá tốt, lo lắng cho ông bà tổ tiên cũng như là cụ hiền thất tổ cha mẹ. Và những anh chị này trên lo việc thánh dưới gánh việc trần á, cho nên những anh chị này mới xuất hiện những cái vân tay đối phương này. Thì những anh chị này đa số là những anh chị có thực lực rất là giỏi nha. Thực lực là lúc nào cũng hơn người, tài năng rất là xuất chúng, ra đời làm ăn không bao giờ thua xuất một ai. Thường thì những anh chị mà có vân tay đối phương này sẽ có một thời trẻ rất là giỏi giang, làm gì là thành công việc đó nha. Ví dụ như là anh chị này làm bất cứ công việc gì cũng thành công suôn sẻ, tốt đẹp. Dù cho việc đó khó khăn, anh chị này vẫn cố gắng là làm cho tới nơi tới chốn, không bao giờ để bỏ dở dang dở chân. Và những anh chị này thì đa số tuổi trẻ rất là nhạt nhòa, dù có cố gắng dày công cũng khó mà thành công. Những anh chị này làm dễ bị thất bại lắm, vì tính tình còn trẻ quá nông nổi, cho nên là cố chấp nhiều đôi lúc rất là nóng tính, cho nên là nhiều khi thì cũng bỏ ngang giữa chừng, nhưng mà cũng ít. Nhưng đa số những anh chị nào mà đã nóng tính là nóng tính dữ lắm. Còn những anh chị nào mà hiền thì cũng hiền dữ lắm. Cho nên là những anh chị này phải cố gắng một chút. Thì đa số là 70% là hiền ha. Và còn đa số thì 30% còn lại sẽ rất là nóng tính và cố chấp. Và những anh chị này đa số phải dày công gây dựng các mối quan hệ xã giao trong xã hội, và cố gắng miệt mài, kiên trì và cố gắng nỗ lực. Thì cho đến năm 35 tuổi đi lên, bắt đầu từ 40 tuổi thì những anh chị này sẽ có vận mạng khá là tốt, khá là đẹp, coi như được thần tài chú cố, âm phò dương trợ, quý nhân giúp đỡ. Nên những anh chị này đa số sẽ có cơ sở khá là lớn trong tay, dù chưa bước qua khỏi tuổi trung vận, đó là 35 ha, 35 tuổi cho đến là 40. Thì dự đoán ngoài 40 tuổi thì những anh chị này sẽ gặt hái được những thành quả, thành công khá là tuyệt vời, cũng như là giúp đỡ cho đời những cái tươi sáng nhất. Và những anh chị này thì đa số sẽ là có công danh sự nghiệp và được thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp của mình khá là vượt bậc hơn người nha. Và những anh chị này thì đa số sẽ làm về vấn đề kinh doanh, đất cát, điện sản, bất động sản vân vân. Và cũng như là kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp thì những anh chị này rất là giỏi về phương diện là kinh doanh hơn là sử dụng nghề nghiệp. Đặc trưng của những anh chị này thì luôn luôn là đặt chữ tính lên hàng đầu. Đặt chữ tính lên hàng đầu là những anh chị này hứa cái gì phải làm cho được, chứ không bao giờ mà thất hứa với một ai, dù cho là cái lời hứa đó nó không có đáng. Sau vài năm, chưa đến mà 50 tuổi thì những anh chị này ắt sẽ tích lũy được khá là rất là nhiều về kinh tế ổn định,
tiền ăn tiền để, tiền bài ba đời xài, vô u vô lo. Và những anh chị này sẽ tăng trưởng trên con đường công danh sự nghiệp của mình rất là nhanh chóng. Và những anh chị này có một sự quyết đoán và bền vững. Và điều hơn người của những anh chị này là những anh chị này không có cần quý nhân, không có cần sự trợ giúp của người nhà hay là bất kể bạn bè hay là một ai giúp đỡ, thì những anh chị này vẫn có thể là gây dựng sự nghiệp, cơ ngơi sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng của mình, một tay của mình gây dựng lên. Nói chung là tự tạo tự lập, chứ ít khi nhờ dạ đệ huynh hay là tỷ muội. Về những bàn tay của những anh chị này thì cho thấy nếu mà mọc ở trên đường tâm đạo của anh chị, nếu chẻ ra ba nhánh thì cho thấy những anh chị này hậu vận sau này phải cần kiên cử, giữ gìn, không nên xả giao. Đàn ông không nên xả giao với phái nữ, dễ vướng vào ba đời vợ. Thì trên đường tâm đạo mà chẻ ra ba nhánh thì dễ vướng vào ba đời thôi. Và cũng như là đường trí đạo của anh chị, nếu mà chẻ ra ba nhánh như Sam Chia Tay vừa hướng dẫn đây, thì cho thấy anh chị rất là thông minh, là thiên tài bẩm sinh, thông minh và lanh lẹ, có thể biết được một vài thứ tiếng, hoặc là làm ăn sẽ được ba nghề, ví dụ như là bất động sản, hoặc là đang sở hữu một công ty xí nghiệp, cửa hàng, cửa tiệm, rồi kinh doanh thêm đất cát, điện sản, hoặc là làm một cái công việc gì đó mà có nghề phụ ha. Nói chung là những anh chị này có một nghề chính, hai nghề phụ. Nói chung là kiến thức thông minh sáng dạ lắm. Và những anh chị mà có vân đuôi phượng á, thì phần tâm linh khá tốt rồi, được âm phò chân trợ quý nhân giúp đỡ, cũng như là con cháu của bề trên xuống trần, cho nên cũng có thể được gọi là trên thì lo việc thánh, dưới thì gánh việc trần. Cho nên những anh chị này cố gắng là tu nhân tích đức, hành thiện thì tất cả mọi việc sẽ được hành thông thành công tốt đẹp. Từ tiên cho đến trung cho đến hậu thì anh chị này đa số sẽ gặp khá là nhiều sự may mắn. Và cũng như là lúc nhỏ mới sinh ra thì gặp cha mẹ hiền phúc hậu đạo đức, nhà có của ăn của để nha, vô ưu vô lo. Để lớn lên thì học hành thi cử tới nơi tới chốn, rồi có công danh địa vị, cũng như là về hậu vận sau này thì có nhà cao cửa rộng và đất cát khá là nhiều, để tiền tài lại cho con cháu sau này ba đời là xài không hết. Nói chung những anh chị này thì phải cố gắng là tu nhân tích đức thì tất hậu sau này sẽ tầm long, tất cả mọi sự sẽ được như ý, hành thông thành công tốt đẹp. Và nói chung lại vân tay đưa phượng dù mọc bất cứ ở nơi cái điểm nào thì cũng tốt, đường sinh mệnh cũng tốt nè, đường trí đạo cũng tốt, đường tâm đạo cũng tốt. Nhưng đường tâm đạo thì cố gắng là phải kiên cử giữ gìn, nam thì không nên xả giao với phái nữ nhiều quá, vì có duyên đi đứng xa đường dễ vướng vào hai hoặc là ba đời vợ, cũng như là nữ thì dễ vướng vào hai ba đời chồng. Cho nên là những anh chị này cố gắng, nếu mà trên đường tâm đạo quá thì lập gia đình hơi trễ một chút sẽ tốt hơn. Từ mà 30 tuổi mới lập gia đình thì nam á ha, thì cho thấy rằng thì cũng có một đời vợ thôi. Nếu mà nữ á, nếu mà lập gia đình sớm quá thì dễ hai ba đời chồng, chẳng hạn như là những anh chị này lập gia đình từ lúc 20 tuổi hoặc là 25 tuổi thì nhất định trong cuộc đời những anh chị này sẽ là hai hoặc là ba lần đò. Cho thấy những anh chị này cần cố gắng ở trên đường tâm đạo thì hơi bị rắc rối về vấn đề phương diện tình cảm một chút. Còn về trên con đường trí đạo thì tốt hơn một chút. Và về trên con đường sinh mệnh thì vẫn vàng như bàn thạch luôn. Lại cũng giống như là vân tay đưa phượng này, cũng như là thân cây đang đâm chồi nảy lọc và trổ hoa. Và vân tay đưa phượng mà nằm ở đường sinh mệnh thì cũng như là một cái gốc cây mà con người mà có nguồn có gốc, và như vậy thì rất là tốt. Cho nên là cái cây mà có cái gốc mà vẫn chảy như vậy á, thì dù ai nói ngã nó nghiêng cũng lòng ta vẫn như là kiền ba chân, là ý nghĩa như vậy. Thì cho thấy những anh chị này rất là kiên định về trên vấn đề là làm ăn hay là sự nghiệp công danh tiền tài. Đôi khi tuổi trẻ bồng bột nông nổi nóng tính một tí, nhưng mà không có đáng kể. Hậu vận sau này khá tốt, khá đẹp. Đa số những anh chị này thì khá là giàu có và bền bỉ ha. Sau này thì nhà cao cửa rộng đất cát khá là nhiều, cho nên những anh chị này sẽ sống trong sự vô ưu vô lo. Rồi vừa rồi là Sam Chia Tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là ba đường vân tay nằm ở ngay đường sinh mệnh, và tâm đạo trí đạo của anh chị đó là vân tay đưa phượng, ý nghĩa là sao như thế nào. Và hôm nay Sam Chia Tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.